Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài chu vi hình chữ nhật ở trong quyển sách giáo khoa toán 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em nhớ cho cô, muốn tìm chu vi của hình chữ nhật thì chu vi của hình chữ nhật nó cũng chính là chu vi của một hình tứ giác, đúng không nào? Chữ nhật thì nó cũng có bốn cạnh giống như hình tứ giác, thì các em lấy bốn cạnh các em cộng với nhau. Tức là lấy hai chiều dài cộng với nhau, cộng với hai chiều rộng cộng với nhau. Như vậy lấy 5 cộng 3 cộng 5 cộng 3. Vậy ở đây chúng ta thấy 5 cộng 3 xuất hiện 2 lần, thì có phải là 5 cộng 3 cộng với 5 cộng 3 không? Xuất hiện 2 lần thì chúng ta sẽ viết là 5 cộng 3 trong ngoặc nhân với 2. Vậy chúng ta có quy tắc như sau. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài, các em cộng với chiều rộng cùng một đơn vị đo, rồi chúng ta đi nhân với 2. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc này để chúng ta đi làm một số các cái bài tập. Bài tập số 1. Ở đây người ta cho chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật rồi, muốn tìm chu vi. Các em để ý cùng đơn vị đo thì chúng ta mới áp dụng công thức nhé. Còn nếu chưa cùng đơn vị đo thì các em phải đưa về cùng đơn vị đo đã. Đầu tiên là chiều dài là 27, chiều rộng là 12. Thì muốn tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài này cộng với chiều rộng này cùng đơn vị đo rồi, trong ngoặc nhân 2. Như vậy có phải là 17 cộng với 12 thì bằng 29 không? Các em lấy 29 nhân với 2 thì bằng 58. Như vậy là chu vi hình chữ nhật này, xin lỗi các bạn, đây là 39 chứ. 39 nhân 2 thì bằng 78. 78 nhá. Như vậy là hình chữ nhật đầu tiên thì có chu vi bằng 78 cm. 78 cm. Các em lấy chiều dài cộng chiều rộng là 27 cộng với 12 bằng 39. 39 nhân 2 thì bằng 78. Tiếp theo chiều dài 52, chiều rộng 34. Như vậy các em lấy 52 các em cộng với 34. Ở đây cùng đơn vị là mét rồi, chúng ta không cần phải đổi, nhân 2. Tính trong ngoặc trước, 52 cộng với 34 thì bằng 86. Các em lấy 86 nhân 2 thì bằng 172. Đơn vị của chiều dài và chiều rộng là mét thì chu vi cũng có đơn vị là bằng mét. Vậy ở đây các em sẽ điền cho cô là 172 m. Tiếp theo, chiều dài là bằng 225 cm, chiều rộng ở đây là 1 m. Nhiều bạn là lấy 225 cộng 1 là trong ngoặc nhân 2 là sai đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chưa cùng đơn vị đo các em. Một cái là mét, một cái là cm thì chúng ta phải đổi về cùng cm đã nhá. Đấy, thì các em sẽ đổi cho cô 1 m này. 1 m thì bằng 100 cm. Đây, các em sẽ đổi ra. Như vậy cái này bằng 100 cm này. Chiều dài là bằng 225. Chiều dài 225 cộng với chiều rộng là bằng 100 nhân 2. 225 cộng với 100 thì bằng 325. 325 nhân 2 thì bằng 650. Như vậy ở đây kem rẽ điền là 650 cm. Cô nhấn mạnh lại ở cái ý sau cùng này, các em nhớ đổi 1 m bằng 100 cm. Sau đó thì các em mới áp dụng công thức lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2, người ta cho chu vi hình chữ nhật, yêu cầu các em tính nửa chu vi. Và cho nửa chu vi rồi tính chu vi. Đây, có gợi ý cho các em một nửa chu vi, tức là chiều dài và chiều rộng. Đấy, tổng chiều dài và chiều rộng thì là nửa chu vi. Cả chu vi là 84. Các em muốn tìm nửa chu vi thì các em lấy cả chu vi này, các em chia cho 2 thì sẽ ra được một nửa. Vậy lấy 84 các em chia cho 2. 84 chia cho 2 thì bằng 42. Như vậy nửa chu vi sẽ bằng 42 cm. Cả chu vi là 146 dm. Thì một nửa chu vi, các em sẽ lấy số này, các em đi chia cho 2 cho cô. 146 chia 2 thì bằng
73. Đơn vị là decimet. Tiếp theo, bây giờ người ta cho một nửa chu vi rồi. Muốn tính cả chu vi bằng bao nhiêu? Biết một nửa là 45, như vậy cả chu vi thì các em lấy 45 x 2 bằng 90 km. Đấy, phía dưới đơn vị như thế nào thì phía trên đơn vị như vậy. Chuyển tiếp sang phần luyện tập. Những ai chưa xong hai bài tập số 1, số 2, các em có thể dừng một chút để làm cho xong hai bài tập này. Chuyển sang phần luyện tập như sau. Bài tập số 1 của phần luyện tập. Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 105m và chiều rộng là 68m. Tính chu vi của sân bóng. Muốn tìm chu vi của sân bóng đá này có dạng hình gì? À, có dạng hình chữ nhật. Vậy muốn tìm chu vi hình chữ nhật thì các em nhớ quy tắc. Chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân với 2, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có bài giải như sau. Ta có chu vi sân bóng đá là Muốn tìm chu vi, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân với 2. Các em tính ở trong ngoặc trước cho cô. Các em lấy 105, các em cộng với 68. 105 cộng với 68 thì bằng 173. 173 nhân với 2 thì bằng 346. Đơn vị mét. Đơn vị của chu vi thì nó giống với đơn vị của chiều dài và chiều rộng. Đáp số là 346m. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những ai mà chưa xong bài tập số 1 này, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Có bài tập số 2. Nêu số đo thích hợp, các em quan sát chúng ta có một bức tranh ở đây. Trong bức tranh này thì chúng ta thấy là có một cái sân chơi này. Đây là cái sân chơi, đúng không? Cái sân chơi này có các bạn đang tập võ, các bạn đang chơi bắn bi hoặc là các bạn đang chơi đá cầu đây. Có chiều dài là bằng 16m và chiều rộng 8m. Tiếp theo là chúng ta có một cái vườn hoa. Đây là vườn hoa. Vườn hoa này là một hình chữ nhật có chiều dài 9m và chiều rộng là 12m và chiều rộng là 9m. Và tiếp theo là chúng ta có một cái vườn rau như thế này. Như vậy, vườn rau này thì chúng ta sẽ xem thử. Ở đây thì phía dưới, ngay ở phía dưới thì có một cái bảng yêu cầu các em hoàn thiện cái bảng này. Vậy chúng ta sẽ nhìn vào cái hình ở phía trên, cô thu nhỏ lại một chút như vậy để chúng ta nhìn cả hình nhé. Sân chơi trước, sân chơi, chơi thì có chiều dài bằng 16 này. Đây các bạn nhìn thấy 16 chưa? Các em sẽ điền cho cô là bằng 16m. Chiều rộng, đây bằng 8m. Muốn tìm chu vi của cái sân chơi thì các em sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Như vậy, chúng ta sẽ có bài 2 này. Ta sẽ có chu vi của sân chơi nhé. Đối với cái sân chơi trước này thì chiều dài bằng 16, chiều rộng bằng 8. Ta có 16 cộng với 8 thì bằng bao nhiêu? 24. 24 nhân 2 bằng 48. Như vậy là sân chơi sẽ có chu vi là bằng 48m. 48m thì các em sẽ điền vào đây là 48m này. Tiếp theo sang vườn hoa.
Vườn hoa ở đây có chiều dài bằng 12 mét. Đây, người ta có ghi số 12 đây cho các em rồi đây, chiều rộng bằng 9. Như vậy, chiều dài là bằng 12 mét. Chiều rộng là bằng 9 mét. Biết được chiều dài rồi, biết được chiều rộng rồi thì các em sẽ đi tìm chu vi của vườn hoa. Chu vi của vườn hoa bằng cách lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân với 2. Như vậy chúng ta sẽ có phần vườn hoa này. Vườn hoa có chiều dài 12 mét, chiều rộng 9. 12 cộng với 9 thì bằng 21. 21 nhân với 2 bằng 42. Như vậy chu vi vườn hoa là bằng 42 mét. Các em sẽ điền vào đây cho cô là 42 mét. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang vườn rau. Vườn rau ở đây cũng là hình chữ nhật. Cái chiều dài này thì chính bằng chiều dài của vườn hoa. Mà vườn hoa có chiều dài 12 mét thì cái vườn rau này cũng có chiều dài 12 mét. Này, cạnh này này thì bằng cạnh trên này. Đúng không? Như vậy là 12 mét. Tiếp theo, chúng ta phải xác định được cái chiều rộng từ đây đến đây bằng bao nhiêu. Cả cái đoạn từ đây đến đây này, cả đoạn này này thì bằng 16 mét, tức là đây. Cái này bằng cái này, bằng 16 mét. Các em lấy 16 mét, các em trừ đi 9 mét ở đây thì sẽ ra được cái độ dài của chiều rộng vườn rau. Như vậy các em lấy 16, các em trừ đi 9. 16 trừ đi 9 thì bằng 7. Như vậy đây sẽ là bằng 7 mét. Cả khu đất chúng ta sẽ đi tìm cái chiều dài và chiều rộng của cả khu đất luôn. Cả khu đất thì chúng ta có đây là chiều dài của cả khu đất này. Các em lấy 8 cộng với 12 thì bằng 20. Đây, từ đây đây 8 này, cộng với từ đây đây là 12. Như vậy 8 cộng 12 bằng 120. Còn chiều rộng là bằng 16. Như vậy cả khu đất thì có chiều dài bằng 20 mét này, chiều rộng bằng 16 mét này. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái chu vi của vườn rau và chu vi cả khu đất. Vườn rau thì các em sẽ lấy 12 này. 12 các em cộng với 7 thì bằng 19. 19 nhân với 2 thì bằng 38 mét. Đấy, lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Lấy chiều dài là 20 cộng với 16 là bằng 36. 36 trong ngoặc nhân với 2 thì bằng 72 mét. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần hoạt động thực tế một chút. Ước lượng chiều dài chiều rộng của một vật có dạng hình chữ nhật. Ví dụ như một bìa, một quyển sách, một cái khung bàn hoặc khung cửa. Sau đó các em dùng thước để kiểm tra và các em tính chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. Thì phần này là các em tự thực hành ở nhà nhé. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được bài chu vi hình chữ nhật. Tóm lại đối với bài này, các em nhớ cho cô, muốn tìm chu vi hình chữ nhật, các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng một đơn vị đo trong ngoặc nhân với 2. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.